Máy quay kia là đầu 100 à? Đầu 100 mà lên đề nhét thế. Lấy 100. Lấy 100 là lên nhét thế. Màu rất đẹp. Vào cái điểm dưới đất kia. Chắc dùng hoàng dòng ấy, dòng ấy cũng là người ta thả nhất đấy. À, ở đây không nào? Dạ. Chồng máy. Anh máy X70. Thời gian thứ 3 thì những... Chắc là nếu mà cho lên đi ấy, chắc là lọc thì chắc là đẹp. Tôi sẽ gửi lời chào từ tất cả những người anh em chúng ta vừa vào. Con X70 anh quay ban đêm là nhiều, đẹp hơn. Đẹp hơn à? Quay đêm thì hơn con X100. Và nếu như những khán giả chúng ta muốn gửi lời chúc hay là muốn gửi lời tâm sự nhắn nhủ anh ấy chơi thôi. Anh tự nhiên anh thấy hôm nay quay ở đây lên đấy chơi thì quay chuyển đổi thì tháng đi live stream chơi tí đấy. Để mua vừa chuyển đổi. Con đang dùng này. Cầu thủ bên kia đội bóng FC Dương Đức. Nhưng mà đây em đúng đây cái này em chuyển đổi cắm vào đây rồi. Nhiệt tình của anh Đạt Chi Dô. Em cái chuyển đổi kia. Nếu như FC Dương Đức gỡ hòa thì sẽ thưởng nó luôn 500.000 đồng và đây cổ dành cho VAD. Come on. Thật khó tin với pha dứt điểm này của một trong những cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất bên phía VAD, đó là Toàn Đen. Khung thành rộng mở. Nhưng anh quyết định dứt điểm ra ngoài. Xin được chào tới Nguyễn Ngọc Cường và Hà San. Lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Vừa lời chào tới Nguyễn Thành Đạt. Chúng ta hãy cùng nhau tương tác, cùng nhau chia sẻ lại video này để cùng với chúng tôi truyền tải đi những hình ảnh bóng đá đẹp của quê hương. Xin được chào tới bạn Trang Ngọc. Hiện tại thì trên sân đang có đâu đó khoảng 6.000 cổ động viên mà bạn bảo tôi nhìn thấy bạn nữa thì cũng thật sự là khó. Anh quay cái lên vô tuyến không đẹp bằng đây. Sáng sáng anh ơi, sáng sáng anh Dương ơi. Nó tùy quán mà. Không phải là do em cho máy này nó đẩy lên nha. Bóng nằm gọn trong tay của Cú Tóc. Nó là do cái bốc này hết đi. Nó bốc nào? Cái bốc này. Do cái bốc này. Chuyển. Đây em dùng bốc nào. Xin gửi lời chào tới bạn Hiên Ngô và Đức Nguyễn. Đầu bốc đang dùng bạn đâu? Đức Nguyễn muốn gửi lời nhắn nhủ với anh Đức Thành, cầu thủ mang áo số 10 và toàn đội VAD giành chiến thắng. Em có mấy cái mà. À thế à? Ok, tôi đã truyền tải rồi nhá. Anh sau cũng mua cái thằng đi chơi ấy. Chơi nhưng mà em làm. Càng ngày thì khán giả tới rất là đông. Em làm hai máy, bọn em phải mang ba bốc trở đi. Ba bốc. Đó là lý do tại sao người ta gọi chủ động thôn Chi Lễ là một chảo lửa. Nó cũng bị ở Nam Định thì có chảo lửa Thiên Trường. Cái gì anh? Hải Phòng thì có Lạch Say. Còn ở đây thì có Bồ Đào dành cho đội bóng áo xanh. Dương Đức là đội bóng đã có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp thiếu thứ hai. Một món quà trời cho. Một món quà trời cho mà VAD đã dành cho cầu thủ bên phía của đội bóng này. Cầu thủ mang áo số 5. Số 5 bên phía đội bóng áo xanh là người đã có bàn thắng. Một câu tuyệt vời. Tỷ số là 1-1. Rất đây. Nếu mà như này mình làm này mà chuyển đổi ra làm trên kênh nó có được nét nét này không nhỉ?
hay là nó quay lại như đúng. Em thấy gì chưa? Như anh xem trên YouTube, à, trên tôi đã bảo rất nhiều lần rồi, khi mà anh em comment chữ nếu mình đau về mình làm phim đấy. Cố lên Sơn Đức, Sơn Đức vô địch. Thì điều đó không chỉ tiếp thêm động lực cho những cầu thủ thi đấu mà nó khiến cho tinh thần của họ. Ví dụ như anh quay về gốc nhưng mà anh cũng chuyển gốc này sang auto của nhất là nhất vào đây. Tới dành cho Dương Đức và bây giờ là một đều rồi. Chuyển ví dụ mình làm Blamia. Nét được. Nét này à? Thế thì phải mùi bốc. À. Không, ý đấu đang diễn ra rất này. Anh được cái phai gốc cho mình quay. Anh làm những sự chuẩn bị kỹ càng nhất khi bước vào trận đấu này. Anh vừa trường dùng qua Blamia ơi. Nếu như thế. Vừa nói chào tới bạn Phương Thảo. Còn đây là máy bọn em trên nó lét quay lét như này rồi. Giang. Thì nó trở xuống nó sẽ như thế này. Ừ. Còn máy nó quay xấu hơn thì nó sẽ xấu hơn. À, máy cục trên cũng như thế này. Vâng. Xong là 100 nó rẻ hơn mà lại của anh mà lại nét hơn ở theo này. Trận đấu đã được chuyển về mặt xuất phát. 100 nó khác. Là 100 nó khác mà lấy 100 nó khác. À lấy 100 à. Chắc chắn với bàn thắng gỗ hòa của đội bóng áo xanh thì thế trận cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đây là cơ hội dành cho VAD. Giật tay, cầu vào. Máy này em mua mới là 60-70 triệu. Vẫn là cụ thóc. Ở ngoài sân thì các cháu cụ gạo đứng cả dãy vỗ tay rồi. Nó anh định đổi cái Z100 đổi này nhưng mà mình đi làm thì thằng đi quay vừa kênh auto thì chơi vui ấy. Nên nặng cho đổi. Vừa chào tới tất cả mọi người. Bình luận viên quê Nam Định. Năm nay thì em mới sinh năm 2004, 19 tuổi. Là xe đi rồi. Những gia đình nào mà có con gái mà chưa có nửa kia thì có thể liên hệ tới tôi. Giờ này pha xử lý của cầu thủ mang áo xoay mốt và đi ra ngoài và nó đồng nghĩa với một quả ném biên dành cho VAD. Đúng chuyện. Tiếp tục là cơ hội dành cho VAD. Vẫn còn cú thông cơ bản. Ôi trời ơi, quay. Tôi phải tốt lên là trời ơi, với một tình huống đổ người như thế này, chinh chiến từ hôm qua tới giờ thì có lẽ cú thông là người khiến tôi phải hét to nhất, và cũng chính cú thông là người khiến tôi khàn giọng. Khả năng cao là sau trận đấu này cú thông phải bao tôi một lọ thuốc giảm ho. Chốt kèo. Dứt điểm chân phải. Có đem cái củ phai này là ấy à? Dạ. Mấy gờ? 4 gờ. Vậy là sau khi có bàn thắng gỡ hòa thì đội bóng áo xanh nhận được sự ủng hộ từ anh Xuân. Ủng hộ cho đội bóng áo xanh 500.000 đồng và cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 500.000 đồng. Đó là Văn Tùng.